Đưa đi. Ồ. Chưa, từ từ, không được, không, thế thì kệ nhá. Anh nói. Anh không chịu trách nhiệm về cái vấn đề này đâu nhá. Nhá. Rồi, cứ quay đi. Nói ngay từ đầu rồi. Thế nào xong hương xong nó hít luôn vào cái ống xả cái nằm chụp xuống. Ừ. Máy nằm dưới nước như mày. À. Nằm néo móc cái bừa ở trên đi tí. Nhưng mà cắm đầu xuống nó hít vào nước rồi, phải hít vào nước đã đúng không? À, nước thì nó ngâm đủ rồi. Ừ. Ý nói là cái bừa đây này nó móc vào cái ấy nó vẫn ở trên. Ừ, lên hết đây đúng không? Anh... không phải về đây này, đúng rồi, bên đây là bên chậm, đây là số 1, đúng rồi, đây là số nhanh nhất đâu, sao lại là số nhanh nhất ông này, đây là nhanh nhất đó. Ừ, đây cũng nhanh rồi, đây cũng nhanh rồi, đấy là số 2, em thấy đây cũng nhanh rồi. Ừ, thì là số 2, sao bên đây là số 3, đúng rồi, đúng rồi, số 3 nhanh nhất bình thường, nhưng mà cũng này, cũng chưa phải là nhanh bởi vì nó phải lên trên đây, xong rồi gặt đây đấy này, đấy mới là nhanh. Nhanh đấy. Bên đây là nhanh nè, xong rồi ông đi vào các số là nó nhân đôi số lên. Này nó kéo 1 tấn. Xong 1 thành 2, 2 thành 4. Còn sang bên đây là bên chậm này. Bên đây đá, bên đây là chậm. Bên đây là chậm này, xong rồi xuống dưới 1 là 1, 2 là 2 này. Đây này. Thôi đừng vào. Ông đến lúc để quên. Đấy, vào số này này kéo mấy tấn luôn. Đây là số nhanh. Đây. Cái này rất là nhanh. Vào đây về chậm này. Đấy. N này là chậm này. Đéo biết gì. Còn bên đây là H này, bên đây là H. Thế là vào. Thế là quạt vào đây. Quạt đấy. Quạt vào đấy. Ừ. Sau này vào số. Đấy. Sau được quy. Ấy giờ thế này thì nó chạy tua tay luôn. Thì mẹ không kịp anh đấy. Thế mới đi Tây Biên đi. Thế là nào trong vực luôn đấy. Tìm nếm. Chưa tìm nếm đâu. Vẫn còn là cái bờ bừa bên trên. Cái bừa nó đã rát được thành cống này đúng không? Rát được miệng cống đấy. Gãy một cái răng bừa kia mà. Thế à? Răng bừa nó quạc vào cho đấy. Đầu cắm tí trên kia. Ừ. Nước tô à. Hôm nay mới cạn thì cũng chắc cũng không phải. Chắc cũng thôi thì cũng mất chú luôn đấy. Mất chú máy luôn. Nước tô ăn cũng được. Ừ. Bây giờ thế nào? Bây giờ nào á? Bây giờ cái con này là tủa nắm rồi. Con này là sữa để phải bàn bạc một tí chứ không là... Nghe chưa? Cái con này là lần trước là tớ đã chán cậu nắm rồi đấy. Rồi cái nữa sao với cái thay quay cho nó nổ nên được làm tạm vụ này đi. Đấy. Thì bây giờ phải tháo là phải tay biên. Tay biên là nhìn thấy là cong rồi. Với lại cái con này là con này là kém nắm rồi, con này là nấm trúng hoáy xuống rồi này. Nấm trúng hoáy thôi giờ bây giờ không đẻ ra nữa chứ đẻ ra tốn kém mà cũng giờ gương. Đây này, con này cong tay biên rồi, nhìn thế này đã biết là cong tay biên rồi. Ông Vân mới đá tôi xem nào. Ô, Vân mới đá thôi. Không, đừng cầm dây của doa, Vân đừng cầm dây của doa, Vân bên kia đi. Đấy, đấy. Vân đi. Thôi, đấy, lại đi, lại một tí. Đấy, thấy chưa, đang cong tay biên. Biết vì sao cong tay biên? Cái tông này nó chưa vào nên bằng kịch mép, nó vẫn còn hở mất. Đây là chỗ này phải 4 ly rồi. Còng vè là tí tháo dưới kia ra tháo là biết ngay. Đó, đấy chứ. Nó phải lên nó bằng miệng này, nó phải đẩy cái này lên nó quả bê tông lên cực trên này. Đừng đấy nó đấy đấy. Đó, thấy chưa? Thôi dừng lại. Đấy đi. Đó, đến cái điểm kịch của nó này, thấy chưa? Đó, không bao giờ lên được lên đây. Cống nhìn là biết là cống, để tôi tháo này rồi biết. Đứng nắp ruông mà chạy. Hôm qua vừa là chỉ thay mỗi cái em cái ruông này thôi. Thành mỗi cái ruộng đấy, giờ tôi nắp cho ông cái ruộng nhé, nổi không kệ ông nhé. Nhá. Nổ không kệ ông nhá. Thì tôi cứ nắp vào ruộng, nổ thì không mà nổ được.
cậu mà nó được, tôi đi đầu đất. Cong tay biên nó ra được. Riêng cậu mà nó được đi đầu xuống đất luôn. Đi đầu xuống đất. Cong rồi, thấy chưa, thấy chưa? Vặn nó không lên đỉnh đúng không? Thấy chưa? Và bê tông nó không lên kịch, nó phải lên kịch trên. Vặn biết ngay đây còn chưa nói đến là không biết có võ bánh đài hay không đấy. Cục trục cơ con này chưa việc gì cả. À bánh đà chưa, chưa vấn đề gì. Được rồi, thế thì cong mỗi cái tay biên thôi. Cong mỗi tay biên. Alo. Sao thế? Nắm một bên ra rồi nhưng quay có nổ không? Quay khó nổ thì một bên ra dầu một bên không ra ấy. Cũng thể chưa thể nói là tại nấm được đâu. Chạy máy máy chạy có yếu máy không? Khói xanh như khói đen. Nặng thì khói đen. Con đấy thế bây giờ con đấy là phải hỏng hơi rồi, thay hơi đi. Hai bên thành có gọn gờ sò có gò đấy gì, thò sò thành xin anh có gò đấy gì. Đúng rồi. Thế đã tháo ra rồi, tháo ra rồi gì? Thế thử dầu dầu vào nấm thì sao? Thử dầu vào nấm chưa? Thế thì nấm cũng phải làm mà hơi cũng phải làm. Thay cả hơi nó nấm, thay hết đi, thay cả bộ hơi đi, xong rồi cả bộ nấm đi. Thì thay nguyên một bộ hơi là nó có đủ bạc xét bộ hơi là hơi xét măng bạc biên cũng thay luôn chứ, đã tháo ra là xong rồi vệ sinh buồng máy thật sạch đi, xong rồi đóng luôn hai bộ hai bên nấm xả nấm hút là thay hết mới luôn, xong ra kín doa cho nó kín đi nhá. Bộ nào, bộ công tay biên ra gì? Đúng rồi, đầu 14 nhá. Thay hết đi, làm hết hẳn hoai đi chứ đừng làm một thứ tí một đâu nhá. Rồi, ok. Đấy, bây giờ gia đình quyết định như nào? Gia đình quyết định như nào? Chứ con này này chỉ sửa kiểu tạm bợ nữa, sửa tạm bợ còn sửa ngoan là đích sửa được đâu. Sửa tạm bợ thôi. Giờ cứ nắp roang vào. Giờ cứ nắp roang vào không bao giờ lỗ. Nếu cứ ý này đòi nắp roang vào không bao giờ lỗ. Nói một câu cho nó chuẩn. Còn nắp roang vào kia có roang ở xe, tớ sẽ chỉ cho cậu nắp. Không vào lấy 1.000 nào của cậu. Cậu tự nắp nổ được hay không tớ đi về luôn. Khổ đấy, cong tay biên rồi đấy. Cong tít thì cong cớn rồi đấy. Này nhá, quả bít tông này nhá, nó cứ tụt xuống 1 ni nó đâu cũng đã là không nổ chứ đừng có nói đây nó xuống đến 4-5 ni này, 4-5 ni rồi. Giờ thay quả đấy à? Không, thay cái tay biên ở bên trong, cái tay biên bên trong nó khoảng cỡ 150 là mới thay được. Ừ, để nói đùa chứ dọa nhau thì tí nó về nhà lấy cái tay biên cũ thôi cho nó rẻ. Chơi. Thôi sửa tạm bợ con này. Chơi. Sửa tạm bợ nhá. Chơi. Nói trước nhá. Chơi. Chỉ sửa tạm bợ đấy nhá. Ô thì vẫn khó nổ là ấy thôi nhá, chứ không thì đừng, bây giờ phải nói rõ ràng là bây giờ anh sửa thật ngoan cho em là nó khác, không cần gì, không cần nhá. À được. Không cần đấy rồi, nó phát chạy như ta ban. Không được, nó mang tiếng, đừng ấy, nó không bố là vừa hôm qua với Lộc mới sửa xong chết dở đấy. Thấy chưa? Ừ. Nó có cong không? Nó cong như của mình đi. Khổ đấy, cầm cái mó tay vào. Dính cái gì thôi mà kim đi. Khổ. Đấy đi. Đây đây, nó chở cong đi. Này ờ, đây đây. Hơi cong cong chứ nó thẳng tắp cơ. Đó, nó cong chưa được như của mình nhưng mà cũng gọi là cong. Còn mình nó cong hơn nhưng mà thôi. Máy thì nó chỉ cong được thế này thôi. Đấy, chưa? Nó thẳng tắp cơ mà, đây nó hơi cong rồi thì.
nhớ chưa? Ta bảo cong thì xuống 5 ly thì còn gì nữa, thế này là cũng là nhiều đấy. Đấy, bây giờ em đổ nhớt vào đi. Sau này nổ hay không là nó ấy đi nha. À, mọi lần nó vẫn dễ nổ gì? Hay là nó hơi khó nổ? Và chạy cũng yếu máy. Ừ, đổ lại nhưng mà giữ lại cặn nha. Rồi hết nhớt vào đi. Đây này các bác này, đây là thay cho cái máy này, thay cho khách cái tay biên này, cái cong này. Đây này, còn cong cả cái ác đây này, các bác nhìn chưa này, xem nào. Đây cong này nhá, thấy chưa? Cong cả ác này. Đấy, máy bị rơi xuống, máy bị nao xuống mương đấy, là đánh cong cả ác, cong tay biên. Thì cái con máy này là chỉ ấy thôi, chỉ sửa tạm tạm thôi để cho khách chạy nốt cái vụ này để còn tính toán. Thì thường thường là máy mà rơi xuống mương đấy, thường thường là nó hỏng, nó cong tay biên hoặc là vỡ bánh đà, nó yếu cái chỗ nào nó phá rồi đấy. Bổ xé. Con này là chỉ chữa là cứ nắp rồi cho nó hoàn thiện thôi, chứ còn gì nổ hay không nữa. Vì là việc của chú, không biết. Mới đầu chú máy rồi báo là chỉ thay mỗi cái gioăng này, còn kệ nữa. Anh chỉ cần thay mỗi cho em cái gioăng này, nó hỏng mỗi cái gioăng. Thay một gioăng thì chú quay thì chắc là đến Tết năm sau không nổ được. Chữa kiểu tạm bỡ đây này là chối tỉ lắm này. Thôi nhưng mà nó cũng khó các bác, nó khó tại vì là mỗi người một hoàn cảnh. Bởi vì bây giờ là cái máy này của nhà thì nó cũng có hả? Đâu? Nhựa đã đủ trong máy chưa? Thôi được rồi. Thế là đủ trong máy rồi. Tại vì con máy này này nhiều thứ nó kém rồi, thì chủ máy cũng đang tính là vừa chạy tạm nốt những cái vụ này thôi. Để sẽ thay cái con máy khác. Chứ con này nó cũng dão rồi, nó cũng kém rồi. 2 lít đấy. Ừ, thế được rồi cứ. Alo. Không vội không kịp được, nó có phải một tí đâu chú. Vâng, nó cũng không thể một tí được đâu, chú cứ nào như là vô một tí vào thì cháu biết, thế cháu biết là nó ngắm được chứ. Vâng, cháu vào là nó còn phải có dư thời gian thì mới đủ làm được cái việc đấy thì cháu mới vào được, chứ bộ là một tí, nói một tí không một tí đâu nhá. Vâng, cháu biết rồi, cháu nhớ rồi. Cứ thế là quay thôi, còn nổ thì không thì cứ phải vài phát hoặc là tùy theo. Còn anh nắp thì nắp chuẩn. Nếu trước nó vẫn nổ là giờ nó vẫn nổ. Chưa bao giờ sửa máy cái kiểu này đấy. Đâu còn chưa xả e đâu, em cứ quay cho nó xả e đã. Đừng nổ vội. Hả? Không, cứ quay đi anh. Mở hay tắt đấy. Quay về đây mở gì? Ủa thì mọi lần nó như nào? Ây giời, chịu chú rồi. Anh vẫn nguyên, anh chưa động gì, máy nó vẫn nguyên thì anh cứ để nguyên đi chứ làm sao phải tháo. Ừ thì xá đi, xá đi cho nó chắc ăn đi. Cho nó ngoạm cho nó chặt vào, hỏng ốc. Có cái chồng 18 đấy. Ừ thế là được rồi. Đó, xong rồi tí nữa em quay nó dầu nó phọt ra đây thì mình lại xiết nốt cái con ốc ở cái kim này vào. Nữa là xong. Quay đã hả? Ừ, quay cho tua quay. Cho dầu nó lên đi đã. Cho dầu nó lên đi đã nhá. Đấy, dầu nó đang ra đấy. Đấy, được rồi, lại xiết con đấy vào. Lại xiết con đấy vào. Nếu mà nổ được lên thì là tốt. Nói bằng thật đấy, nổ được lên là tốt đấy. Cầu mong nó nổ lên rồi về. Cái con này của chú nó cái dẻo nhiều thứ nó kém lắm rồi, nấm nung rồi thì nè. Nấm kém lắm rồi. Hả?
Vặn nào vào. Đấy, cứ vặn lên là vào, đúng rồi, đấy, cứ thế. Cái dây dợ ở trong không nghe nó nùng nhùng lắm, không đây. Chặt lắm ha. Buộc nhằng nhịt lắm đây, những cái tai chuyển hướng này rộng hết, tung hết từ còn đâu nữa, kim chưa thế thì siết chặt nữa, vào siết chặt nữa, vào chưa thấy kim lánh. Đấy, vẫn còn nóng như thế là trả ra. Nữa này. Rồi. Có cái 19 này. Rồi, hết ra đấy. Nổ chưa? Quay nổ nhá. Vẫn còn ra đấy. Chưa thấy kim đánh. Ở đấy, giờ mới đánh. Chưa. Ờ thì nó đi. Một phát. Đây này rồi. Ừ, cỡ đấy. Cỡ đấy. Này, này. Cái nó vào, thôi để. Đây này, khi nào. Đây, anh cài. Đánh nó đi. Hết ông anh cho nên một chút đi. Có được không? Ông anh cho thằng em lên chút. Có lên không? Thôi. Nhiều con ốc kìa. À, tại vì mình tháo mất một con này ra nên nó tiện. Lúc nãy mình giữ con để mình ấy thôi. Đây. Đó, nổ lại xem nó còn nổ không nào. Mày không nổ thì tao nổ. Hả? Vừa bên này chim ấy hả? Ừ. Cái đầu ra ấy hả? Ừ. Mày không nổ thì tao nổ. Quay không ép à? Quay không ép à? Không biết ép. Không. À. À, bắt. Chưa. Đi ô. Chưa, từ không thế thì cậy nhá. Anh nói quay đi, anh quay đi. Sao lại thế chuyện gì thì thế này nào thì chú làm thì anh lại nên anh quay chú gì? Anh cứ quay. Hử? Anh cứ quay em phát. Mới có hai cái thế này mà bảo là anh cứ sửa chỉ thay mỗi cái gioăng đi thì em tự cái gì đến chịu đi. Quay như thế thì làm sao nổ được? Thế là máy này nó cũng còn nổ chứ. Anh không chịu trách nhiệm về cái vấn đề này đâu nhá. Nhá. Rồi cứ quay đi. Nói ngay từ đầu rồi. Nói ngay từ đầu rồi nè. Đây là nhớt hay là nước nã đây? Nước ý. Đổ dầu, em tính nghĩ đổ dầu nó nổi chứ. Không, đổ nhớt nó kín rồi. Anh đã bảo chú rồi, nói không nghe đâu. À. Anh quay như thế nó còn không nổ nữa. Thôi cái nước đi, bình tĩnh. Đấy, nó không ngoài.
nữa xem nào. Không còn tí nhốt rồi. Vừa đổ đâu rồi. Hết cái cơm đấy. Cái này là dầu cũ à? Vô nhất mới. Nó lại đi. Không để bàn giao máy chạy đi. Thế là được không? Được cái gì? Rồi quan trọng là sáng nguội máy đi chứ. Nó đi, cứ nổ lại xem nào. Hử? Thế là được. Cứ nổ lại xem nào. Khổ. Biết đâu được tắt đi nó lại có nổ thử xem nào, để thử lại. Nóng máy rồi đấy. Nóng rồi, nóng rát rồi đấy. Nóng lắm đấy. Nó dí gà như thế còn không nóng này. Được nhá. Đấy thử sửa theo yêu cầu của chú thì thế thôi nhá. Tắt đi. Tắt cái kệ anh. Sửa theo yêu cầu thì thế chứ. Đấy cái con máy này là của khách này. Là nó cũng ráo nhiều thứ rồi, hôm nay đến thay khách chạy này, khách chạy bị ngã xuống mương, cong cái tay biên. Cong cái ắc. Cong vè cái ắc này nè. Đấy. Nó thấy giờ cong này. Đấy, nổ sao được nếu mà không thay vào có đến Tết không nổ được. Không mở nổ.